Kết thúc 15 tuần thi gay cấn với gần 60 thí sinh nhí khắp cả nước và 100 tiết mục đặc sắc nhất. Biệt tài tí hon mùa đầu tiên sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là tìm kiếm biệt tài nhí xuất sắc nhất. Và đêm nay, đêm được mong chờ nhất, 7 thí sinh với 7 cá tính khác nhau, 7 gương mặt đại diện cho 7 tài năng khác biệt. Minh Khánh, vui vẻ, dễ thương. Quế Anh, tự tin, bản lĩnh. Tú Thanh, nội lực, nghiêm túc. Di Đình, ngọt ngào, cảm xúc. Gia Như, khổ luyện, chăm chút. Công Tuyển, đa dạng, chân chất. Minh Khang, năng lượng, thông minh. Ai sẽ là biệt tài nhí đầu tiên đăng quang với ngôi vị cao nhất và ấm chọn giải thưởng trị giá đến 100 triệu đồng? Đêm chung kết bắt đầu ngày mấy giờ? Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Và thưa quý vị, cuộc đua nào rồi cũng sẽ đến đích. Và ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong đêm thi quan trọng nhất, đó chính là đêm thi chung kết. Và sau đêm thi ngày hôm nay, chúng ta sẽ xác định được tài năng nhí nào sẽ sở hữu ngôi vị cao nhất của chương trình, đó chính là ngôi vị quán quân. Và 100 khán giả tại trường quay sẽ chính là 100 vị giám khảo bình chọn xem bé nào xứng đáng nhất với ngôi vị cao nhất của chương trình. Ngoài ra, hai đội chơi sẽ còn một quyền lợi đặc biệt, đó chính là 5 điểm dành cho mỗi đội để bình chọn cho bé nào mà họ cảm thấy là họ yêu thích nhất, họ muốn bé đó trở thành quán quân nhiều nhất. Và thưa quý vị, hãy đến với một nhân vật rất đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, là một bình luận viên trầm tính, ít nói và nay sở hữu khả năng giữ sự im lặng đến mức đáng sợ. Nào, hãy chào đón bình luận viên Trấn Thành. Trời ơi, bộ đồ tao nói nhớ nhìn giống như thần chim lạc nha. Chúng ta sẽ lấy được. Anh Trấn Thành thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái luật thay đổi. Anh Trấn Thành sẽ là người đưa ra gợi ý để em đoán xem bình luận viên khách mời ngày hôm nay là ai. Cho nét nhạc buồn. Wow. Wow. Đó chính là John Huy Trường. Và bây giờ những giờ tiếp theo. Cái ngực về dáng chờ bị với tí thở. Con người mày mưa lắm lên quần lệ. Và đó chính là Ngọc Lê. Tuyệt vời. Quý vị, như vậy là đã có hai vị bình luận viên khách mời rồi. Và một người nữa sẽ là ai? Xin mời Cẩm Ly. Đây là một người có một cái bài hát gắn liền với cô ấy. Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền. Hey! Tóc ngắn, hey! Vì em vẫn thích mình xinh tươi. Cơ gì em tóc dài để hey! Cho em giống như bao nhiêu người. Hey! Đó là Mỹ Linh. Chị Linh thân mến, dạ, ngày hôm nay là chị là một trong những vị bình luận viên đã đồng hành cùng với lại biệt tài tí hon rất là lâu rồi. Và đêm nay là đêm rất là quan trọng, đêm chung kết. Chị có một cái lời động viên nào dành cho các bé không? Có một lời chúc cho các con thì các con cứ chơi thoải mái hết mình nhá. Thật là vui vào, tất cả chúng ta sẽ hỗ trợ để cho các bé tỏa sáng. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn 4 bình luận viên và xin mời 4 bình luận viên vào vị trí ạ.
bây giờ chúng ta cùng nhau đón chào bé đầu tiên sẽ đến với đêm thi chung kết của biệt tài Tí Hon. Ngay từ lần đầu xuất hiện ở biệt tài Tí Hon, Bình Khánh đã gây nên cơn sốt bởi sự đáng yêu và lối diễn xuất tự nhiên của mình. Những biểu cảm độc đáo cùng sự tươi sáng của Bình Khánh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Cô bé lanh lợi này sẽ một lần nữa chinh phục tất cả mọi người trong đêm chung kết. Vào chung kết, Bình Khánh buộc phải thử thách mình hơn ở cái thể loại là diễn tâm lý. Thế là nó khó, nhưng mà Kiệt tin Bình Khánh sẽ làm được, bởi vì Bình Khánh rất là có năng khiếu. Hy vọng Bình Khánh sẽ đủ tự tin để thực hiện tốt bài thi của mình trong đêm chung kết nha. Con Bình Khánh là biệt tài Tí Hon. Cái gì vậy trời? Con giận cá chém thớt hả? Nội tới đây chi vậy? Nói nghe nè, thương cháu nội quá. Nội đi, nội làm cho con một nồi súp nè. Một cái bình súp gà nè. Con ăn vô đi, con uống vô đi. Có sức khỏe đi thi nha. Trời ơi, nội là... Hả? Đi thi. Thi múa ở thành phố đó, nội đăng ký cho con rồi. Thôi, nội cứ đăng ký mà không hỏi ý kiến của con gì hết á. Con có lý do riêng của con không mới không đi thi với bộ. Thời gian nó qua lẹ lắm, giống như nội vậy nè. Mới mốt con già rồi, thì làm sao con thực hiện cái ước mơ của mình. Con không có thi cái gì hết á. Canh gà này á, nội nấu thì con ăn. Vậy nha nội, con đi nha. Trời ơi, Linh là Linh. Sao nó còn trẻ mà nó mau gục ngã vậy trời. Mình ơi, mình biết là tôi ước ao tôi được nhảy múa như hồi còn con gái đó, mà tại vì thương mình rồi lấy chồng lo cho gia đình, cho nên tôi không có biết ước mơ tôi là gì nữa. Bây giờ ước gì mà tôi có một cái điều ước đó, thì tôi sẽ thực hiện điều ước của mình. Trẻ lại nữa thì mình sẽ không thực bỏ ước mơ của mình đó. Yeah! Em đi đâu vậy? Mới tới hả? Ai là em ở đây? Em nhỏ hơn chị thì em phải gọi chị là chị, rồi chị gọi em là em, chứ không lẽ chị gọi em là bà nội hả? Đúng không? Ôi em xin lỗi nhá, em không phải là bà nội, em là em trẻ hơn chị. Ừ, em á là học sinh mới đúng không? Bây giờ em ở đây nha, mọi người chưa có tới, bây giờ chị vô chị chuẩn bị, một lát nữa chị sẽ ra dạy tụi em ha. Vâng, chị đi đi. Ừ. Mình ơi, cháu nó gọi em bằng em trẻ sổ mình à. Em ơi. Đây là nhà vệ sinh nữ mà anh vào đây làm gì? Anh tới đây có chuyện muốn nói. Chuyện muốn nói á? Quan trọng không? Quan trọng lắm. Vậy thôi mình ra nhà vệ sinh nam nói chuyện đi. Nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam đâu khác gì nhau đâu em. Đúng rồi, thôi nói chuyện thật đây luôn đi cho tiện. Anh tới đây á là để tìm em. Tìm em á? Tại vì anh biết á là em quen với Linh. Em gặp Linh không? Anh gặp Linh? Không phải gặp em à? Gặp em chi? Anh có quen em đâu. Trời ơi, lại ăn dưa bẩn rồi. Tụi anh quen nhau lâu rồi, từ năm học lớp 3 lần đó. Lớp 3? Thế mà cái con ve này chán nó gì với mình. Mẹ đang giận nhau à? Ủa sao em biết? Cầm qua cái kia, nhìn là biết rồi. Mà không biết Linh có thích Hoa không nữa. Thôi, bà nói nghe nè. Gì vậy? Ôi, em xin lỗi nhá.
nói nghe này, cái Linh nó thích hoa lắm. Tặng thường xuyên đi, tặng thường xuyên nó hết giận đấy. Mà anh không biết là anh tặng hoa cho Linh hoài như vậy á, mất công Linh chán anh nữa. Trong chuyện tình cảm không có đúng có sai, đứa nào dài đứa đó tháo á, hiểu chưa em ạ? Linh, anh tới đây làm gì vậy? Anh tặng hoa cho em đúng không? Em nhận hoa rồi đó, anh đi về đi. Em biết là hôm nay anh tới đây có chuyện gì, và em nói luôn, chừng nào mà anh đăng ký đi thi á thì em sẽ đi thi. Bây giờ anh không có nhân cái gì hết á, anh mà còn em không hiểu đây, chuyện của em sẽ không bao giờ mà em nói chuyện với anh. Thôi. Em nói nghe này, phụ nữ chúng mình á khổ lắm, không có thể dài khi mà có một người đàn ông thương mình như thế cơ. Dịu dàng thôi, không thì mất đấy, hiểu chưa? Ủa em nói cái gì đó? Ờ đúng rồi, mình nói gì vậy trời? Anh nghĩ cái gì? Mời anh ngồi. Ê, chị nhưng ơi, mà tại vì em... Cắt đâu? Nghe em nói nè. Hiểu. Nhưng mà em à, chị có lý do của chị nên chị mới từ bỏ ước mơ của mình. Cứ mỗi lần mà tới ngày thi á là chị cứ bị đau tay đau chân hoài à. Chị muốn thi lắm chứ bộ. Nhưng mà chắc là tại vì chị không có duyên với nghề này á, chắc là nghề không có chọn mình nên thôi chị không có thi nữa. Nhưng mà mỗi lần chị thấy người ta múa là chị thích lắm. Thôi, ngoan thương. Anh cũng vậy. Niềm đam mê lớn nhất của anh là bóng đá. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần anh bước ra sân cỏ, anh nhìn thấy đám đông, anh đều sợ sệt. Thôi, nhìn thằng bé tội nghiệp quá. Chị có muốn làm vũ công không? Có. Còn anh có muốn làm cầu thủ bóng đá không? Có. Thế tại sao hai chị là Tư Bảo? Hai chị có biết mất cơ hội này sẽ không có cơ hội lần thứ hai không? Giống như em nè, em ước mơ được đứng trên sân khấu, được biểu diễn, mà em không bao giờ làm được. Cả đời em hầu chồng, em dạy con, bây giờ em nuôi cháu. Em không thực hiện được ước mơ của mình. Không. Rồi ơi, em nói từ nãy đến giờ mà hai anh chị không hiểu à? Không, ý của chị không ở đây á là chị sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu. Còn ý anh á, không đây á là em nói không sai, cơ hội sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, đúng không? Ê, hay là em giúp chị đi, em sẽ thay chị đi thi. Thật à? Đúng thì rồi. Bây giờ em thi nhé. Oh, it's a-
rồi làm gì ngồi đây vậy? Ôi, một giấc mơ thiệt là tuyệt diệu. Nói. Ôi, giấc mơ thiệt là tuyệt diệu. Bây giờ tôi đã mơ ước được cái hồi mà tôi trẻ rồi. Tôi được nhảy múa rồi. Nói về nghe con. Ê, nói. Các bạn nhớ nhé, nếu các bạn không thể hiện ước mơ của mình bây giờ thì các bạn sẽ hối hận đó. Tạm biệt tớ đi đây. Cảm ơn nghệ sĩ Phượng, cảm ơn Phương Linh và cảm ơn Vũ Đoàn. Con hôm nay con giỏi quá. Hôm nay con mở màn một cái buổi chung kết quá ấn tượng. Dạ. Và quan trọng là cái câu chuyện này nè, là nó thời sự nữa, nó là cái phim điện ảnh Em Là Bà Nội Của Anh. Đó, là tự nhiên mình trẻ lại để thực hiện những ước mơ của mình. Thì hôm nay á, con làm cái điều này dễ thương lắm. Cái gương mặt của con quá đáng yêu, nên con làm cái gì người ta cũng thương con hết. Và chú Thành cảm thấy là con thực sự là một tài năng. Chị Mỹ Linh à. Thôi. Chị Mỹ Linh không còn từ nào để bình luận. Bà nội diễn hay quá. Bà nội làm gì cũng thấy ghét ấy nhỉ. Con tập cái vở diễn này bao lâu? Khó nhất là cái gì? Đoàn em hầu chồng. Em hầu chồng. Em hầu chồng, hầu con. Hầu chồng, hầu con. À thì chú Uy nghĩ là tài năng như vậy rất là xứng đáng một cái gì đó ở đây nè. À đây chú có bốn con. Ô Huy mang dạ. Mang gấu làm chi vậy? Dụ. À chắc có là giám khảo trên Huy Trần chúng ta không biết là hôm nay là đêm chung kết, không có bé nào cần phải về đội để khỏi dụ. Tức là cái đội kia là một cái đội thực dụng. Người ta đôi khi tặng nhau chỉ vì yêu nhau thôi, chứ đâu có phải tặng nhau để đổi lại một cái gì đâu. Con cảm ơn chú Huy và cô Mỹ Linh à. Đó, giỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là tài năng nhí thứ hai. Lên chùa từ 13. Gây ấn tượng bởi những tiết mục có 102 và lối trình diễn xuất thần. Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam trở thành hiện tượng của biệt tài thí hon mùa đầu tiên. Tú Thanh sẽ hóa thân thành nhân vật kinh điển nào tiếp theo? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của cô bé nhé. Đêm chung kết con không hát chèo nữa bởi vì con muốn thay đổi màu sắc của con đi, cho nên con đã chọn hát chầu văn ạ. Con là Tú Thanh, mọi người hãy bình chọn cho con nhé. Oh.
chân người đã bước tới đâu. Loại hình mà con đang biểu diễn ấy, người ta gọi tên nó là gì? Ta gọi tên là Chầu Văn ạ. Cái chú thần đánh giá cao nhất của con trong tiết mục này là cái thần thái của con. Phải nói là chú Thành sống lại trong một cái không gian âm nhạc dân tộc rất là, chú Thành dùng từ là nổi da gà luôn á, là tại vì nó quá hay. Không thể nào mà tập những cái này một sớm một chiều, đúng là nó phải có trong máu, một gọi là rất nghiêm túc với cái mà mình theo đuổi. Chỉ có điều là hôm nay có lẽ là con diễn nhiều quá, con múa nhiều quá, cho nên là hát nó không có được suôn sẻ như bình thường, như cô vẫn xem con. Nhưng mà hôm nay nhìn như vậy là con là một đứa bé mà con hát một bài Chầu Văn như thế là rất là hay. Chúc mừng con Tú Thanh. Cảm ơn cô. Làm sao mà con lại có thể hát hay như thế, múa đẹp như thế mà say mê trong 5 phút không làm người ta ngán một chút nào cả. Trời cho con cái năng khiếu, trời cho con cái khả năng nhạy cảm và nhạy bén vô cùng với những cái làn điệu như thế này. Tiết mục của con rất là tuyệt vời và rất là xuất sắc. Đối với trẻ con á thì gấu luôn luôn đẹp, mặc dù mặc bộ dân tộc đẹp, quý vị thấy không ạ? Em xin kính chào mọi người.
bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón tài năng nhí tiếp theo. Ai dùng sông nước miền Tây quê nói. Với tình yêu lớn dành cho bộ môn đơn ca tài tử, cậu bé Trần Chất Công Tuyển đã chinh phục khán giả bởi sự chân thành trong từng tiết mục. Đã có nhiều nụ cười nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt trong các tiết mục trước. Liệu Công Tuyển sẽ mang đến đêm chung kết tiết mục thế nào? Tương lai sáng ngời của mẹ con. Mọi người nhớ đón xem phần biểu diễn trên sân khấu của con nha. Tía ơi, sao giờ này mà thằng Tuyển nó chưa về với tía? Trời ơi, nó đi bán thì nó gặp bạn gặp bè la cà đâu đó đó con. Trời ơi, con nít mà đứa nào không vậy con? Sao mà hôm nay con thấy con lo quá à tía? Không sao, không sao. Thằng Tuyển nó bị bắt cóc rồi. Con nhóc. Nhóc. Uống nước đi. Chú là ai? Tại sao chú dẫn con tới đây? Thả con ra đi mà. Bây giờ ở mà con chưa về á, thế nào mẹ và ông ngoại của con? Trong lòng lo lắng sầu nghiền, năn nỉ cả tiếng đồng hồ mà chú không chịu tha con ra, xin hai chú thương con, cho phép con ghé nhà gặp ông ngoại và chăm sóc cho mẹ con đang bệnh tình. Mẹ con chỉ có một mình, một hai ngày rồi con sẽ trở lại đây, hãy chú muốn gì con cũng nghe theo. Trời ơi, tao kêu mày bịt cái miệng nó lại rồi, để nó hoài tao nhức đầu quá à. Chú ơi, chú nói giùm chú kia đi, con nhớ mẹ con lắm. Thôi đi. Chú ơi, mẹ con đang bệnh nặng lắm. Hôm nay con mới kiếm đủ tiền mua thuốc cho mẹ uống, mà chú nỡ nào bắt con phải làm đứa con bất hiếu cho đành. Mẹ ơi, con muốn cứu mẹ nhưng ước mơ nay đã tan tành. Chú ơi, hôm nay con phải canh cho mẹ uống thuốc, bởi mấy ngày rồi mẹ nói chẳng con không. Chú đón chồng ngọc chắc đã có vợ, con nghĩ bây giờ vợ con của chú đang ngóng đợi chờ trông chú trở về nhà. Mày biết cái gì mà lại nhảy? Tao đã kêu mày bịt miệng nó lại rồi, để nó nói nhức đầu quá. Mày ra ngoài coi thử, cái gì mà chó sủa quá vậy? Mở cửa ra, mở cửa ra, trả cháu lại cho tao. À, tiếng buông ngoại, hai chú mau thả con ra. Nếu không, ông ngoại thấy ai ăn hiếp con là ông ngoại không tha cho hai chú đâu đó nghe. Bây giờ tao với mày phải làm sao? Sao chăng gì nữa, liệu ăn nhiều. Khôn hồn, thả cháu lại cho tôi đã báo công an hết rồi. Ông kia chớ có manh động nghe, cháu ông mất mạng chớ trách cái tụi này. Ý, tụi bay đừng có làm liều. Tiễn ơi, con bình tĩnh, đã có ông đây. Ông ngoại, con đang ở chỗ này, nguy hiểm lắm, ông ngoại đừng liều lĩnh. Vì con mà ông ngoại lắm nguy, ngoại hãy về lo cho mẹ giúp con. Ông nói với mẹ rất mạnh cho con mừng, ngoại nói với mẹ lưu nhiều lắm. Hãy
tiễn. Con có sao không con? Không phải, cẩn thận. Dạ. Ông tự hào về con, đứa cháu của ông lúc nào cũng hiếu thảo và dũng cảm. Ngọc Tiễn, và xin cảm ơn vũ đoàn, các diễn viên. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cô thích nhất cái khúc mà con đang ngồi trên ghế mà tay bị trói, cái nghĩ đến mẹ cái trối nước mắt chảy liền. Tài thật, hôm nay tiết mục của con rất là đáng yêu. Cô xin dành lời khen cho con. Dạ con cảm ơn con. Thì chúng ta nói như thế này, con là một cái người á, trước tiên là có tài năng. Và quan trọng là chú Thành thấy rằng là con bên trong người của con á, ngoài cái điều chân thật mà con có ra, là con có một cái lòng nhân hậu. Xin cảm ơn chú. Tại vì chú Thành để ý con từ trước tới giờ rồi. Con là người rất là mạnh mẽ, hát giọng hào sảng, khỏe khoắn, không có bi lụy. Nhưng mà đụng tới mẹ nãy con khóc thiệt là nhiều. Chú Thành thấy rằng là cái gì đụng tới trái tim của con thì con sẽ rung cảm cái điều đó một cách rất là đặc biệt. Thì phải có những cậu bé nhân hậu thật sự mới làm được điều đó. Nên ngày hôm nay chú Thành chúc mừng con như con trai nhé. Cố gắng lên. Quý vị, và bây giờ sẽ là một tài năng rất đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi đến với tài năng tiếp theo. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng đã giúp Nghi Đình trở thành một trong 7 thí sinh có mặt ở đêm chung kết biệt tài Tí Hon. Nghi Đình còn rất là nhỏ, nhưng mà bé hát cái dòng dân ca và giọng bé hát rất là hay và xử lý rất là người lớn. Thì cái phòng chung kết này á, thì đại nhân cùng với Nghi Đình chọn bài là bài ca Đất Phương Nam. Đây là một cái bài hát rất là kinh điển, rất là quen thuộc, cũng như là một cái sự mạo hiểm. Tại vì đây là một bài hát mà ai cũng biết hết, và hầu như mọi người rất là yêu mến bài hát này. Dạ, khi đến vòng chung kết thì con cảm ơn thầy Nhân rất nhiều. Và mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con nhé. Thank you.
Nghe con hát không tưởng tượng được là bé xíu mà hát được vậy luôn á. Con hát bài này ổn chứ chưa có xuất sắc nha con gái. Theo con nếu mà con tự chấm điểm mình thì con cho mình bao nhiêu điểm? Dạ 10 điểm. Đó là sự chân thành của bạn ấy. Chỉ có trẻ con, chỉ có sự trong sáng của tuổi thơ mới có câu trả lời tuyệt vời như thế. Tôi cho em 10 điểm. Mà chị này nè, nhiều khi con muốn sau này con sẽ chọn một số bài hát nó vui tươi hơn một tí xíu nữa. Tại vì con mà những lúc mà con diễn á, mà gọi như là mang mát buồn thì ra lắm, chỉ ra chất lắm. Nhưng mà cô vẫn thích nhìn cái nụ cười ở trên khuôn mặt của con. Tại vì con rất là xinh xắn, rất là dễ thương. À, chúc mừng con. Vậy đây là tài năng nhí kế tiếp. Xin mời. Giờ sư là bác đứng ngồi qua tội nhẹ. Là một trong những thí sinh ấn tượng nhất biệt tại Hiến Hòn mùa đầu tiên, cô bé 4 tuổi Minh Khang với khả năng đối thoại luôn tạo được sự bất ngờ trong từng tiết mục bởi lượng kiến thức phong phú và sự hài hước của mình. Lúc nào cũng vui vẻ và tự tin, liệu Minh Khang sẽ chuẩn bị điều đặc biệt gì cho đêm chung kết? Ta sẽ phải bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường hơi thúi. Chung kết sẽ là một cái vòng mà tiệc nghị sẽ là rất là ấn tượng đối với Minh Khang. Chúc cho Minh Khang may mắn ở vòng thi tiếp theo và cũng là vòng thi cuối cùng của biệt tài Tiếng Hòn mùa này nha. Dạ, con chào chú Tuấn Lê, cô Cẩm Lê, chú Trang Lê Trần, chú Tuấn Thành và cô Mỹ Linh. Con ơi, bây giờ chúng ta không nói về vấn đề xe cộ nữa, chúng ta sẽ nói về vấn đề là vũ trụ bao la. Bây giờ vậy nè, tôi đề nghị ban tổ chức cho ngay một tờ giấy, một cây viết, Minh Khang sẽ thi với chú Huy Trân. À, mà chị biết cái từ tiếng Anh, không có biết cái từ tiếng Việt. Con biết tiếng Anh mấy cái hành tinh này không con? Dạ biết. Đó, đó. Chơi không? Chơi. Huy ơi Huy, chị nghĩ là vẫn còn đường lùi đấy. Thưa quý vị, chúng ta đang đến một cuộc thi rất cân sức giữa thí sinh 4 tuổi và thí sinh gần 40 tuổi. Gần 40 tuổi. Trái này là trái gì? Mời mọi người viết vô tờ giấy. 5 giây, viết mà, bắt đầu. Mà nó nằm ở vị trí nào? Tại nó có nhiều hơn một cái là màu đỏ. Khỏi hỏi. Nó nằm ở vị trí nào gần cái mặt trời? Tôi đâu có biết. 1, 2, 3. Tôi biết đi. Gần 40 tuổi rồi mà hỏi cái gì? Và hành tinh đầu tiên đó chính là... Rồi, đáp án của bé là sao? Hỏa. Rồi, con nói tiếng Anh đi. Sao hỏa là gì con? Hỏa là gì con? Mars. 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 Chính xác. Sao hỏa nó có chứa nhiều sắc oxit. Ờ. Nên nó có màu đỏ. Ồ. Nó có nóng không con? Nó có nóng không? Thực ra thì nó sao mà sáng nóng đêm lạnh. Hay quá. Rất gần trái đất à. Câu số 2. Cái này là trái gì? Ghi vô luôn. Trời ơi, ghi. Khó này. Nó có hai cái kết quả. Thì biết đi. Rồi, bây giờ nè, chú Huy có hai tên rồi đó. Con nghĩ là cái này là cái gì? Sao gì? Uranus. Uranus, tiếng Việt là gì? Là sao thiên vương. Wow. Sao thiên vương thì nó như thế nào? Từ tiếng Anh á, con nghĩ là thần bầu trời. Nó có nhiều khí mê tan. Nhiều khí mê tan. Cái gì vậy? Không, em chưa có cập nhật được kiến thức của bé. Từ từ đi, ta sắp tới trái đất rồi. Rồi tiếp, trái này trái gì? Trái nhỏ xíu này nè. À, cái này gợi ý là gần mặt trời. Gợi ý luôn thì thấy ghét không? Gần mặt trời. Nó chấp chú Huy luôn, nó gợi ý luôn. Gần mặt trời. Sát đầu luôn. Sát đầu luôn hả? Nó sát đầu cái hành tinh này luôn á. Mà nó nhỏ đi. Nói sát gần mặt trời thì biết ngay. Chú Huy có câu trả lời rồi. Con nói này là sao gì? Con nghĩ đây là sao thủy. Sao thủy. Sao thủy tên tiếng Anh là gì? Mercury. Mercury. Sao thủy thì nó làm sao con? Nó ngồi mặt trời nhưng nó không có là hành tinh nóng nhất. Nó không có là hành tinh nóng nhất. Nó không có là hành tinh nóng nhất. Cái này là cái gì? Con ghi đi. Con nghĩ là thổ. Thổ thì tên là gì? Tiếng Anh tên là gì? Saturn. Saturn. Saturn, đúng không? Đúng luôn, chú Huy đúng luôn, Saturn. Rồi, tiếp tục. Sao này là sao gì? Trái đất.
quả bóng xanh bay dưới trời xanh. Vô Âu ơi, chiếc chim cụ thương mến. Hải Âu ơi, tiếng chim vườn trên sông cùng bay nào. Hey! Cho trái đất quay. Quay! Cùng bay nào. Hey! Cho trái đất quay. Quay! Hey! Hey, trái đất tiếng Anh gọi là gì nhờ? Trái này là trái gì? Chú Quy ghi vô đi. Đây là sao Hải Dương, Nhật Thun. Cái trái bự nhất này là trái gì? Đây là mặt trời. Mặt trời tiếng Anh là gì? Sun. The sun. Mặt trời thì nóng, nóng đến nỗi mà ngoài chưa đây thì chưa rồi. Rồi thì... mà nước cả có ở đây thì thành rác, nóng rác luôn rồi. Nóng rác luôn. Rồi, còn cái cục này là cái gì đây? Đây là sao kêu sao nóng nhất trên ngoài mặt trời. Vì đây nó nóng hơn cả 900 độ C và có nhiều lưới được phun trào. Venus. Venus đúng không con? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái cuối cùng, mời chú Huy viết vô. Đây là sao Mộc. Sao Mộc là tiếng Anh là? Jupiter. Jupiter. Jupiter là hành tinh to nhất trong hệ mặt trời. Mà con có biết còn biết là tại sao hỏi mà con quên chưa nói á. Là sao hỏi có sở lưu lượng cao nhất thế giới là loại núi lửa Olympus. Ủa sao núi lửa cao như thế giới lại nằm ở sao hỏa được? Mà ở trên trái đất hay là sao hỏa? Sao hỏa. Oh really? Yes. Núi lửa. Yes. Núi lửa cao nhất thế giới nằm trên sao hỏa. Có nghĩa là núi lửa cao nhất Thái Dương hệ. Cái... rồi nói chung là một hiểu. Đều hay quá, chú Huy giỏi quá. Hey tuyệt vời. Cảm ơn chú Huy. Chú Huy làm nở mặt nở mày U40 quá. Không thua em bé. Quý vị thân mến, như vậy vừa rồi trải qua phần thi vô cùng gay cứng với hơn 150 câu hỏi, chúng tôi đã xác nhận được. Đúng đó. Đúng đó. Đúng đó. Bây giờ chú chỉ hỏi con thế này thôi, 4 tuổi, 5 tuổi con chưa vào lớp 1. Con biết đọc hả? Dạ đúng. Con biết đọc từ khi nào? Dạ con biết đọc từ khi 3 tuổi. Ai dạy con đọc mà 3 tuổi con biết đọc? Con tự biết đọc. Con có thể đọc được tất cả các chữ hay không? Dạ được. Con đọc được tiếng Việt thôi hay là con chỉ đọc luôn được tiếng Anh? Con đọc được tiếng Anh, con đọc được tiếng Việt. Con học ở đâu mà con biết được cái đó? Dạ con học từ mình nhớ thì con nhớ được thôi. Cảm ơn con nha. 2, 3 chào. Quý vị và hãy cùng nhau đón chào tài năng nhí kế tiếp. Với niềm đam mê nhảy múa cháy bỏng, Gia Như luôn truyền năng lượng vào từng bước nhảy của mình và tiến bộ vượt bậc qua từng vòng thi, khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không giống như là những gì bà Gia Như đã từng biểu diễn ở trước đó. Ở vòng này thì Quang Năng quyết định cho bé Gia Như thử thách chính bản thân mình ở một chủ đề sâu hơn và có cảm xúc hơn. Có thể là phải nói là Gia Như sẽ phải cố gắng nhiều lắm để thực hiện tốt bài biểu diễn kỳ này. Con sẽ cố gắng hết mình để được giải nhất ạ. Đen như kinh nghiệm chơi vé số 10 cộng 2 năm một lần trúng sổ số. Sắp mua được ô tô lại hộp 4 năm số. Trúng 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Đen như buổi tối đẹp mùa hè. Bên anh bữa tới lại mang ban nhạc hát em nghe. Nhẹ nhàng anh nắm tay có điều chi thỏ thẻ. Cưng ơi chị xác định rồi hai đứa mình là một phe. Đời nhiều người bạc phước nhưng trời treo người bạc nhược. Mình thì chậm 10 bước cung cầu theo người đặt cược. Trò chơi cuộc đời, trời cho cười đùa. Họ chơi vì thầy thì mình mời lời cười hùa. Tình hình một mình nhà lầu trình ảnh giàu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo chơi với mày. Khi mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười hùa. Con có nhớ con không?
số nha. Ê nha. Con bé kia, đứng đâu mọi người, đứng đâu. Mày từ đâu tới đây hả? Tao hỏi mày từ đâu tới đây. Mày biết đây là địa bàn của tao không? Muốn bán ở đây là phải có tiền. Có tiền không? Không. Tao hỏi có tiền không? Để bán nào không thôi. Mày giấu gì ở phía sau? Đưa đây. Luôn. Buông ra. Cẩn thận đó, coi chừng tao đó. Mẹ ơi, con đau quá, nhưng con sẽ không khóc đâu. Con sẽ là một cô bé mạnh mẽ. Ở trên đường, mẹ có biết con đang nhớ mẹ không, mẹ ơi? Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ. Đây là một tiết mục mà làm cho chú nổi da gà. Bởi vì múa đẹp mà múa có cảm xúc nữa. Con gái ơi, con thật sự là rất là tài năng ngày hôm nay. Là bởi vì chú thấy rằng là con nhảy hip hop thì mọi người đã quá quen rồi. Nhưng ngày hôm nay con thật sự làm cho chú ngạc nhiên với cái múa đương đại. Mà con còn đi ba lê mũi cứng nữa. Mà cái chân con không bao giờ quên duỗi thẳng và căng chân. Đó là một cái điều mà chú Thành cảm thấy rất là nể con. Con nhảy, chú Thành thấy nhảy bằng hơi thở của bộ môn múa đương đại. Người ta không cần nghe con nói, người ta chỉ cần nhìn, người ta hiểu là con thương mẹ như thế nào. Đó là thành công lớn nhất của một phụ công. Chú dành trọn tình cảm của chú cho con với tiết mục này. Xin mời Tân Huy ạ. Thì chú Huy rất thích. Rất là thích, và cái cảm giác con tạo ra là 7 tuổi và biết tạo ra một cái cảm giác như vậy thì cái đó rất là tuyệt vời. Bài này rất là hay. Cô Ly không rời mắt một đoạn nào hết.
không phải lúc nào các con cũng buồn, khi con gặp được mẹ rồi là cái sự vui mừng, và khi âu yếm rồi ngủ mẹ, nói chung là con biểu cảm được tất cả hết. Đây là lần thứ hai cô Ly xem một tiết mục múa mà cô Ly nghẹn trong lòng. Tại vì không cần nói mà cảm giác rất là mãnh liệt, nó đi chạm vào thẳng trái tim. Và bây giờ là tài năng kế tiếp. Với khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời cùng lối dẫn dắt tự nhiên, MC nhỏ tuổi nhất Mộc Quế Anh đã chiếm trọn tình cảm của ban bình luận và khán giả. Dù là thí sinh nhỏ nhất, nhưng với sự duyên dáng của mình, Mộc Quế Anh đã mang đến những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Hãy cùng chờ đón tiết mục của cô bé 4 tuổi này nhé. Thì Mộc Quế Anh đang giữ một bí mật cho đêm chung kết của chương trình Việt Tài Trí Hon, và chúng tôi sẽ luyện tập với nhau cũng bí mật luôn. Chưa ai nhìn thấy và cũng chưa ai biết cái này hết. Nhưng mà các bạn hãy chờ đi, tiết mục này sẽ là một tiết mục wow. Quế Anh và Tuấn Kiệt sẽ cố gắng cho đêm chung kết của chương trình Việt Tài Trí Hon các bạn nha. Anh không phải hả? Bài của tôi hát. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hồng đi qua trong em, mang bao tiếc nuôi trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rung rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân dậy thơ. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông. Sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo. Nàng khóc cho mình. Đôi mặt khóc lên. Quý vị thân mến, trong thời gian qua có rất nhiều game show để dành cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay hãy cùng một với anh điểm qua những loại hình biểu diễn nghệ thuật được đa số các bạn nhỏ lựa chọn để biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được xem và nghe qua các điệu nhảy nổi tiếng như cha cha cha, rumba và tango. Đó là các điệu nhảy trong số 10 điệu nhảy điêu luyện thuộc bộ môn dance sport, hay còn gọi là khiêu vũ thể thao. Và đặc biệt đối với trẻ em chúng mình, dance sport càng cực kỳ có cho việc hình thành và duy trì cơ thể săn chắc, vẻ mạnh và một vóc dáng đẹp, rất cần cho sự thành công trong tương lai. Vừa rồi quý vị vừa được xem các bạn vũ công biểu diễn một trong những điệu nhảy thuộc bộ môn dance sport. Dạ, con chào chú Ngô Kim Quy. Chú có thể tặng cho quý khán giả những điệu nhảy của bài Cánh Hồng Bay được không ạ? Dạ được. Mọi người hãy đón xem điệu nhảy của chú Kiếm Quy nha mọi người. Ý,
Xoay đi, xoay đi. Xoay. Xoay nữa. Nàng như một quả hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rừng rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì nàng đã mong. Cảm ơn chú Ngô Kiếm Quỳ. Bất ngờ dành cho quý vị khán giả. Quý vị thân mến, còn một bộ môn nghệ thuật nữa các bạn nhỏ cũng rất yêu thích, đó là thời trang. Đối với trẻ em chúng ta, việc rèn luyện một phong thái tự tin và dạn dĩ là một trong những yếu tố cực kỳ cần thiết tạo nên sự thành công trong tương lai. Bước đi tự tin và phong thái đỉnh đạt chính là sức mạnh của hoàn toàn thành công. Đến với lớp học thời trang như các bạn còn được học dáng bước đi, xoay người, tạo dáng và cả phong cách trình diễn thời trang trên sân khấu. Kỹ năng này không chỉ giúp cho các bạn có dáng đi đẹp, tự tin hơn trước mọi người mà còn giúp các bạn nhanh nhẹn hoặc bát cơm trong các hoạt động hàng ngày. Lớp học thời trang không chỉ đào tạo nên những người mẫu chuyên nghiệp mà còn làm nên những con người bản lĩnh thành công. Và bây giờ Mộc Quang sẽ thị phẩm trình diễn thời trang cho quý vị cùng rõ hơn. Quý vị hãy tưởng tượng ra Mộc Quang đang mặc những trang phục khác nhau nhé. Và nếu như trang phục phế thì chúng ta sẽ đi như thế này. Mạnh mẽ bằng cách lịch lãm. Mà những bộ bikini thật xinh xắn thì chúng ta sẽ đi như thế này. Dễ thương, năng động. Trời ơi, sao người ta đâu vậy quá trời. Trời ơi, đúng rồi. Quá rồi. Hai. Hai. Trời. Và nếu như chúng ta may mắn được lột vật mười ngẫu ngoan vũ nhỉ thì chúng ta sẽ đi như thế này. Không thể tin được. Thanh Huỳnh ly tắm Việt Nam. Còn chẳng chơi gì nữa, cho cô Cẩm đi và chú trở thành một chàng có lực lớn đây. Và một bộ môn nghệ thuật nữa quý anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó là diễn xuất. Chắc có lẽ quý cùng nghĩ rằng tham gia bộ môn diễn xuất chính là học diễn. Thế nhưng chỉ những ai đã tham gia bộ môn này mới có thể hiểu rằng diễn xuất chính là công cụ khơi dậy những cảm xúc thật nhất trong lòng người diễn viên. Đó là vui, cười nhẹ. Còn đây là cười mạnh. Còn đây là cảm xúc buồn. Ha ha ha.
còn đây là cảm xúc khóc. Nhưng cũng có khi cười chẳng là vui, mà khóc chẳng là buồn, rồi là buồn cười. Còn đây là lo lắng sợ hãi. Bài của con đến đây là kết thúc. Ôi quý vị còn chần chừ gì mà không cho bé Quế Anh một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi. Dạ con xin cảm ơn ạ. Cho bà Quế Anh với cả cái ông hệ mặt trời á, hai người lên. Cái bà Mộc Quế Anh, bà gặp cái ông hệ mặt trời là tôi nấu thiệt. Trường quay khỏi đi về à. Rồi ăn ở đây, ngủ ở đây, rồi xây cái nhà ở đây luôn một tháng rồi. Hai đứa nó gặp nhau, rồi nó ngồi nó nói chuyện mấy ngàn năm. Rồi làm sao mà biết đường về. Con khẳng định cho mọi người nghe một lần nữa là con bao nhiêu tuổi? Dạ con bốn. Quý anh, con là một đứa bé rất đặc biệt. Con bây giờ con 4 tuổi mà con có thể nhớ được tất cả những điều này. Mà con trình bày nó một cách thú vị, duyên dáng. Chú Thành với cô Cẩm Ly không ngừng được một giây mà rời mắt khỏi con. Chú Thành bái phục. Rất là thu hút. Bình thường nếu mà chú Y coi một cái tiết mục, nếu mà nó dài quá thì chú Y thấy rất là chán. Nhưng mà cái tiết mục của con đó chú Y cũng muốn xem thêm. Quan trọng là không phải thuộc bài rồi trả bài đơn giản. Biểu cảm, thần thái, đi khét gót, rồi hát nhép cánh hồng phai, làm đủ trò trên trái đất này hết. Và đặc biệt là khi mình làm MC á, nếu mà học thuộc như một đứa nít đó thì sẽ nói như là tao nói như vẹt. Nhưng mà đây đặc biệt nhất là nhấn nhá. Biểu cảm. Từng cái chữ nào muốn nhấn nhá, chữ nào lên xuống, nhỏ nhẹ như thế nào là làm rất là hấp dẫn. Mà con nói ý với là một MC thiệt, đúng là gọi là cái từ gọi là biệt tài một tí hơn ở đây. Và thưa quý vị, thời khắc quan trọng nhất đã tới. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ lại 7 tài năng nhí của buổi tối chung kết ngày hôm nay. Và thưa quý vị, 100 khán giả tại trường quay sẽ chính là 100 vị giám khảo bình chọn xem bé nào xứng đáng nhất với ngôi vị cao nhất của chương trình. Ngoài ra, hai đội sẽ còn một quyền lợi đặc biệt, đó chính là 5 điểm dành cho mỗi đội để bình chọn cho bé nào mà họ cảm thấy là họ yêu thích nhất. Con, cảm giác của bé này như thế nào? Là rất háo hức. Con mong là cái lần lực cúc của chương trình hoài. Con cứ ngon ngon nó hoài. Cô Vũ Công xinh đẹp. Thắng thua thì mình không quan trọng, mình chỉ cần biết mình làm tốt là được ạ. Và bây giờ là thời gian cho 100 khán giả tại trường quay bình chọn. Xin mời. Và bây giờ, thời gian bình chọn của 100 khán giả tại trường quay đã kết thúc. Và thưa quý vị, hai đội bình luận viên được tặng 5 điểm cho thí sinh nào mình cảm thấy yêu thích nhất. Đây là một quyết định rất là khó khăn, bởi vì cả 4 bình luận viên phải cùng nhau thảo luận xem 5 điểm quý giá này sẽ dành tặng ai. Cô Ly cảm thấy rất là thương, bởi vì thực sự ra 7 bé ở đây, mỗi bé mỗi tài năng khác nhau. Mà là những cái tài năng rất là đặc biệt. Đây Gia Như nè, con múa rất là tuyệt vời, rất là hay. Nghi Đình thì ngọt ngào, Minh Khánh thì rất là dễ thương,
Tú Thanh thì con đa tài quá, những cái bộ môn mà gọi như là những cái truyền thống của dân tộc con hát con rất làm rất là tốt. Còn cái chị Tí Hon này á, cái chị Tí Hon Mộc Quế Anh này thì thôi là tôi xin bái làm sư phụ luôn. Đó. Công tuyển thì cũng ngọt ngào lắm con, hát cái lương cái đây cũng có mình con còn nhỏ xíu thôi. À, còn cái anh Minh Khang này thì tôi cũng bái luôn, tôi cũng sợ luôn, tôi không hiểu là anh thu thập được cái kiến thức ở đâu mà dễ sợ quá. Đây là đại sứ du lịch của Thái Dương Hề đó chị. Dạ. Và bây giờ hỏi là bạn nào giỏi hơn bạn nào thì không có câu trả lời các con nha. Tại vì không có ai giỏi hơn ai cả, tụi con đều đến từ những cái bộ môn khác nhau. Con hiểu không? Và những bộ môn đó tụi con lựa chọn, tụi con đều làm rất là tốt so với khả năng và cái độ tuổi của tụi con luôn. Vì ngày hôm nay, cái người giải nhất chỉ là cái người gây cho khán giả được nhiều cảm xúc hơn, nhiều cái ấn tượng hơn. Vậy thôi tụi con nhé, tụi con phải tin chắc rằng là tụi con đều đã chiến thắng rồi nha. Rất là giỏi. Và chú Trấn Thành với lại cô Cẩm Ly dành tặng số điểm cho một cái bộ môn mà nó không có rõ ràng là một bộ môn nào. Đó là Minh Khang với cái đối thoại chú nghĩ con là một biệt tài Tí Hon thật sự. Chúc mừng Minh Khang 5 điểm. Các con đều rất là giỏi và cô Mỹ Linh rất là mong nhìn thấy các con sẽ đều thành đạt trong tương lai. Đội của chúng tôi xin dành 1 2 3 Gia Như. Chúc mừng Gia Như. Đây là điểm số tạm thời thôi, bởi vì chúng ta còn 100 điểm đến từ 100 vị khán giả tại trường quay. Số điểm của các vị giám khảo cộng với số điểm của các vị khán giả sẽ là số điểm cuối cùng. Và bây giờ chú sẽ công bố điểm số của ba bé cao nhất. Bốn bé còn lại sẽ là bốn bé đoạt giải ba của chương trình nha. Ba bé có điểm số cao nhất đó chính là, đầu tiên chúc mừng Gia Như. Và bé kế tiếp, Quế Anh. Còn một bé cuối cùng xin được chúc mừng, bé Tú Thanh. Mời chị Cẩm Ly Anh Thanh Huy lên trao quà cho bốn bé đứng hạng 3. Khang, con cho chú Thanh biết là theo con thì ba bạn có xứng đáng không? Dạ, có gì xứng đáng. Nhưng mà con nghĩ con được quà 100 rồi. Con ơi, nó nghe nè. Chú Thành, cô Cẩm Ly đã dành tặng 5 điểm của chú cho con rồi. Là con cũng là một phần chiến thắng rồi đúng không? Nên mình vui lên nha. Mời anh Sơn Huy và chị Cẩm Ly ạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xác định bé điểm số cao nhất. Ba điểm số cao nhất đó chính là 91, 89, 87. Và xin được chúc mừng ngôi vị quán quân với điểm số 91 đã thuộc về bé. Và ngôi vị quán quân của biệt tài Tí Hon mùa đầu tiên đã thuộc về xin được chúc mừng ngôi vị quán quân đó chính là bé Thái Đại Mộc Quê.
rồi, những người thực hiện chương trình Vì Tài Tiếng Hồn mùa đầu tiên, rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, luôn theo dõi chương trình. Và chương trình Vì Tài Tiếng Hồn mùa đầu tiên đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào mùa thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn đăng ký Việt Tài Tí Hon mùa 2 ngay từ bây giờ tại website www.viettaitihon.com.